Tối ngày 20 tháng 5, lực lượng chức năng phong tỏa con hẻm 954 đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh do có ca nghi mắc COVID-19. Ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 là bệnh nhân MVH 63 tuổi, giáo viên hưu trí. Bệnh nhân sốt, đau ngực phải khi ho, mất vị giác, đến khám phòng khám y khoa Quang Trung ở địa chỉ 1322 Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp, thăm khám và chụp X-quang, điều trị không giảm. Bệnh nhân đến bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, được khám sàng lọc tại cổng số 5, nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 nên được chuyển thẳng vào phòng áp lực âm thuộc khu cách ly của bệnh viện. Khu vực có ca nghi mắc COVID-19 được rào chắn, hạn chế xe, người ra vào con hẻm. Nhân viên y tế túc trực lấy mẫu xét nghiệm người dân trong hẻm. Đồng thời, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định đình chỉ phòng khám y khoa Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp để điều tra các vi phạm trong quá trình tiếp nhận, sàng lọc, cách ly, điều trị ca nghi nhiễm SARS-CoV-2. Quyết định đình chỉ được thực hiện từ 16 giờ ngày 20 tháng 5.